Bóng đèn tích điện các bác nhá. Bóng đèn tích điện công suất lớn 120W, hàng xịn sò các bác nhá. Hân hạnh chào đón các bác đã quay lại với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh các bác nhá. Shop Tân Ánh của em thì rất là nhiều những cái phụ kiện dành cho các bác đam mê, những cái dụng cụ dùng hàng ngày. Thì hôm nay thì em xin gửi đến các bác một cái mẫu gọi là bóng đèn tích điện. Bóng đèn tích điện hàng cao cấp. Cái mẫu này là mẫu công suất lớn này, 120W. Đấy. Mẫu này là mẫu hàng Yến Quân nhé, mã số là IQV12, 120W. Thì đối với cái mẫu hàng này ý, thì nó là hàng đặt. Hàng đặt các bác nhé. Hàng đặt thì giá tiền nó sẽ hơi cao một chút và đảm bảo cái chất lượng cho mình. Đấy. Các bác quan sát thực tế này. Đấy, hình dáng của bóng đèn nhé. Bóng này là công suất là 120W này. Cái này là nút bấm này. Còn bên cạnh này là cái nút chân sạc nha các bác nhé, nút chân sạc. Đấy, nút chân sạc. Thì cái này bóng đèn này sẽ có 3 chế độ sáng các bác nhé. Chế độ sáng nhất này. Đấy, đây là chế độ sáng nhất nhé. Và chế độ sáng mờ hơn một chút. Đó, mờ hơn một chút nhé. Tiếp theo là chế độ nhấp nháy này. Đó, chế độ nhấp nháy. Đó, nó có 3 chế độ sáng như vậy các bác nhé. Thì đối với cái bóng đèn này ấy, nó sẽ dùng cái cục sạc này. Nguồn sạc là 4V2. Đấy, nguồn sạc là 4V2 mà có cục sạc đi theo các bác luôn. Đây là cái vỏ hộp bao bì của nó nhé. Hàng này là hàng đặt này. Nhãn hiệu Yến Quân này. Đây là các thông số này các bác này. Đấy, các thông số của nó này. Đối với cái bóng đèn này ấy, thì nó dùng nguồn sạc là 4,2V nha các bác nhé. Và cái thời gian chiếu sáng từ 7 giờ cho tới 15 giờ. Có nghĩa là khi các bác dùng 7 giờ ấy, là các bác dùng ở chế độ sáng nhất. Còn chế độ sáng mờ ấy, thì sẽ dùng tới tận 15 giờ. Và cái thời gian sạc của nó thì sẽ là khoảng 8 tiếng các bác nhé. Thời gian sạc là khoảng 8 tiếng này. Đấy. Thì đây là những cái thông số của cái bóng đèn này. Hàng này thì là hàng chất lượng cao, hàng đặt. Thì nó sẽ dùng cho các bác được tận 7 tiếng chiếu sáng với cái thời gian sáng nhất. Và cái bóng đèn này là chỉ có chức năng sạc điện bằng điện lưới các bác nhé. Sạc điện bằng điện 220V qua cục sạc 4V2 này. Đấy, qua cục sạc 4V2, chân sạc là chân kim nhỏ nhé. Thì khi các bác để chế độ sáng nhất, đấy, thì nó sẽ được cho các bác tận 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Thì còn chế độ sáng nhỏ hơn thì được tới 15 giờ. Và có một chế độ nữa là chế độ nhấp nháy. Chế độ nhấp nháy này dùng cho các bác đi xe mà cần ở cái chế độ gọi là cảnh báo. Thì đối với bóng đèn này rất là tiện lợi. Các bác cắm sạc vào, các bác sẽ xách di chuyển đi mọi nơi được. Và thời gian chiếu sáng nó xa, dùng cho các bác làm vườn buổi tối này, hay các bác đi xe ô tô bốc hàng xuống hàng này. Đấy, dùng trong rất là nhiều những cái ứng dụng trong cuộc sống các bác nhé. Hay là dùng cho các bác đi bán hàng rong cũng rất là tiện lợi, và độ sáng sẽ đảm bảo cho các bác là bán hàng rong buổi tối ấy, cực kỳ luôn nhá. Thì em xin được báo giá cái mẫu bóng đèn này luôn. Thì mỗi cái đối với cái bóng đèn này nó có hai mẫu đấy, một mẫu công suất là 90W và một mẫu công suất là 120W. Thì cái hàng 90W thì sẽ rẻ, nó nhỏ hơn một chút và nó rẻ tiền hơn, nó có 2 đến 30.000 thôi. Thì em không bán cái mẫu nhỏ đó, tốt nhất là em tư vấn cho các bác là các bác mua luôn cái mẫu to này. Thứ nhất là cường độ chiếu sáng nó lớn, thứ hai là thời gian chiếu sáng được lâu. Thì em xin được báo giá luôn. Một chiếc bóng đèn này nhé, bên em đang bán một chiếc bóng đèn này với giá là 180.000, miễn phí ship về tận nhà cho các bác rồi. Theo các bác mà mua một đôi thì sẽ được giảm 20.000, là còn 340.000 một đôi. Các bác nhé, 340.000 một đôi bao ship và 180.000 một chiếc đã bao ship rồi. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại em ghim trên màn hình nhé. Cái này thì cam kết sản phẩm chất lượng cho các bác, thời gian chiếu sáng lên tới 7 tiếng đồng hồ, 6 đến 7 tiếng đồng hồ ở chế độ sáng nhất, còn chế độ sáng mờ hơn thì có thể đạt tới 15 tiếng. Và cái này thì độ bền nó rất là cao. Đấy, cái này thì là em đã dùng qua rồi, đã test thử hết rồi thì mới nhập về để phục vụ cho các bác nhé. Cái hàng này đảm bảo chất lượng cho các bác. Rồi em xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.